chuyện gì vậy? Chị cho xinh đẹp. Chị có nhà không? Em qua chơi. Không. Bây giờ không. Sau đó thì sao? Hôm nay chị bận nguyên ngày. Ok la. Anh à. Wow. Nhà sang dữ. Có bảo vệ gắt từ cổng luôn. Tiền là của nếu mà anh lên thôi. Sao vậy em? Anh mắc toilet quá. Trời, con nó mắc dịch lại mất mật khẩu rồi. Toilet đâu vậy em? Bên trái. Wow, nhà của em đẹp quá. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà phụ nữ đó. Oh, wow, đây cũng là lần đầu tiên em dẫn bạn trai về nhà đó. Ủa sao nhà của em toàn là sách y khoa không vậy? Tại vì em học ngành y mà. Luôn hả? Chết ghê á. Đâu có. Anh nhớ mà. Tại vì gặp em cái anh quên hết trơn. Vậy bây giờ em làm cái viện nào? Không. Trời ơi em sợ máu lắm. Em còn đang định ăn chay trường đây nè. Em ăn chay trường luôn hả? Vậy bây giờ em làm gì? Em thì kinh doanh mỹ phẩm cho vui thôi à. Cho vui thôi hả? Ban đầu thì em định vậy, nhưng mà nhờ trời thương nên sắp mở chi nhánh thứ 5 rồi. Tội nghiệp em quá. Em ráng nha. Thêm 2-3 năm nữa thôi. Lúc đó anh cũng làm luật sư rồi. Để anh nuôi em nha. Anh đói hả? Rất là đói. Biết làm sao bây giờ? Ở đây shipper không có giao hàng được. Anh ăn cái gì cũng được hết. Miễn là anh ăn với em thôi. Thank you.
anh hai em. Wow, anh tự hào về em lắm Báo à. Dài xịn, công nhận mịn ghê, mang vào một cái êm quá trời êm. Ủa sao em biết anh mang dài size mấy mà mua cho anh vậy ta? Hay không bằng hên gì. Trời ơi, em mà không biết thì ai biết nữa mà. Báo à, em nghe người ta nói hả, tặng dài rất dễ xa nhau. Nhưng mà dài em tặng chỉ gần nhau thêm thôi. Anh này, anh này. Nhưng mà em được. Để anh trả tiền cho em đi. Coi như là anh mua cái dài này, khỏi sợ bị xui. Thôi, ai mà làm vậy kỳ, muốn chết. Thôi để anh trả tiền đàng hoàng. Thôi chứ mà. Sao vậy được. Thôi. Thôi, được rồi mà anh. À, nè. Tượng trưng thôi. Tang mà không có nổi một cái vòng hoa. Mẹ, mẹ. Ôi giời, ôi giời. Bao nhiêu đó? Dạ, 2 triệu. Đẹp hả mẹ? Mày điên à? Sao vậy? Xấu hả? Mang vào. Ờ. À. Nhanh. Mẹ, phụ con nặng quá. Mày đưa thông báo cho bạn bè biết tới viếng bố không? Phước bạn thân em nè. Còn Báo. Cô Bông, thân nhất với em rồi, cô Bông hả? Tôi không dám đâu. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đại diện hội phụ nữ, hội người cao tuổi đã đến chia buồn. Nè, nè. Cô sang bên đó nói với hội phụ nữ xem họ có quá bộ sang bên này được không nhá. Lẹ nhá cô. Mẹ, mẹ. Ủa, đồng nghiệp của cô bác sĩ trên xã đâu hết rồi? Ăn ở xa mà không có ai tới viếng hết vậy? Đám ma chứ có phải tiền gì đâu mà mời. Vậy mà cũng mang tiếng là bệnh viện lớn, đến một vòng hoa còn không có nữa. Bạn em nhiều lắm à, sao không mời đến đi? Tới liền bây giờ đó. Làm cái trò gì vậy Báo? Em chụp hình cho người ta biết mà tới đây viếng chưa? Chụp đi, chụp đi. Dẹp vô chưa? Anh này, có ai nhìn vô cái nhà này nói nhà này đang có tang không chứ? Ủa, chứ bố chị đâu? Nhà này á chỉ có mỗi bác là ông xui thôi đó. Anh xui ơi, tôi đến với anh xui đây. Sao mẹ mày lên như vậy? Bố để con. Mày lát chị bắt hồn xấu nha. Đúng chị đôi nha. Hay xui ơi, khi chưa gặp nhau lần nào nhưng cũng coi như xui ra trong nhà. Anh đi sớm thì vui sớm, tôi thì chưa biết khi nào mới đi theo anh. Con gái đi theo chồng thì quanh năm ngày tháng không hỏi đến bố già một câu. Con rể thì dăm bữa nửa tháng mới hỏi tới. Cháu gái thì quanh năm chả thấy mặt.
Sao huyến kỳ? Tôi sống cô sống mọn trong căn nhà đầy da ẩm thấp, một mình thui thủi chả ai hỏi tới. Ôi trời ơi, tôi thì sống cô sống độc thì chết là chết cũng cô độc như anh xui thôi. Bố làm cái gì kỳ cục vậy? Bác chửi chị đó chị. Cô Bảo, cảm ơn bố. Có miếng nước cho xin miếng khóc khô cả cổ. Dạ, Minh. Mình ơi, mình ở lại em với cô Bông về đi chợ để làm cơm cúng chiều nha. Cái gì vậy cô? À, không có gì. Hồi còn sống, bố thằng Ngọc thích nhất là món chả rươi. Giờ mà cúng cho ông ấy món đó thì chắc là ông ấy vui lắm. À, nói vậy thôi, chứ bây giờ ông ấy chui vào cái lọ rồi, còn ăn uống gì được nữa đâu. Trời ơi, đói quá. Cho ai nấu gì dễ nuốt xíu nha. Sao tự nhiên cô về giờ này vậy? Hồi đó nóng muốn chết. Giờ người em toàn mùi nhang nè. Em phải đi tắm, xíu còn tiếp bạn nữa. Lũ quý chứ bạn bè cái gì. Cô, alo Lũ Tân hả? Một ngày không gặp Tục Tân mà nhớ muốn xỉu luôn á. Tục Tân cũng nhớ Tục Tân muốn chết luôn á. Muốn xỉu nãy giờ ngồi dậy không nổi luôn nè. Vĩ xứ à, dẻo miệng nhưng mà em thích. Trời ơi, nhỏ này là phế hồn à. Vô xong gõ cửa. Phòng con mà. Ừ biết rồi, nhưng mà đi ra ngoài cho cô nói chuyện thoại xíu đi. Thôi con nói chuyện thoại, cô ra ngoài cô nói đi, con không học bài nữa. Học lúc nào cũng đội sổ mà cứ hở miệng đây là học. Cô, cô cổ gì hả? Sao thắp nhang nhau nội chưa? Con học bài. Trời đất ơi, thắp có một cây nhang thì tốn bao nhiêu thời gian hả? Còn chưa đi nữa. Cô làm cái gì vậy? Đi thắp nhang nhau nội đi, cả ngày trời ông nội mất mà không đi thắp nhang. Người ngoài nhìn vô, họ nói là ba mẹ không biết dạy con cái đó, biết không? Chuyện này mẹ con biết rồi. Từ bao giờ mà cô nói một câu rồi con cãi một câu như nhẹm nhẹm vậy hả? Đi đi mà, đi. Thôi mà đi thắp nhang đi nha. Đi thắp nhang. Không, cô làm cái gì vậy? Mẹ con nói mai đi cũng được. Hôm nay phải đi con hiểu không? Hôm nay mình cần phải đi. Mình đi đi chứ không người ta họ nói chết luôn con. Con nghe lời cô, nghe lời cô đi con. Thắp nhang đi mà, đi thắp nhang đi.